những phần râu tóc của cái đầu hổ phô này để chúng tôi có thể luồn vào kênh bong cực kỳ là sắc nét quý vị nhá, rất là dữ dằn. Góc máy thấp hơn thì quý vị thấy được cái đầu hổ phô này cực kỳ là dữ tợn, được những người thợ hàng đầu chúng tôi được chạm lên phần râu tóc. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng vào những ngày cuối tháng 8 năm 2020. Và trên màn nhỏ quý vị, đây hôm nay thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một combo nội thất phòng thờ bằng chất liệu gỗ gỗ của gia đình khách hàng là bác Mục tại Tam Nông, Phú Thọ. Đây trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây. Trước khi bàn giao gia đình thì tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người ai đang quan tâm là nội thất phòng thờ. Tại âm thanh nó hơi ồn một chút, quý vị thông cảm. Đây trước mặt quý vị là chiếc bàn thờ gỗ gỗ có kích thước là chân 24, có đi kèm bàn cơ. Kích thước là dài 2m17 và cao là 1m17, sâu là 1m07. Được đục chạm theo mẫu là mẫu tứ linh lạch, chính giữa là có đầu hổ phô. Tôi sẽ đi tổng thể đến chi tiết hơn cho quý vị xem. Cái chiếc sập thờ này thì phần dạ sập thờ đây là được đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Chính giữa này là có đầu hổ phô. Quý vị thấy đường nét đục chạm thì là cực kỳ là sắc nét và kênh bong. Những phần râu tóc của cái đầu hổ phô này để chúng tôi có thể luồn vào kênh bong cực kỳ là sắc nét quý vị nhá. Rất là dữ dằn. Góc máy thấp hơn thì quý vị thấy được cái đầu hổ phô này cực kỳ là dữ tợn, được những người thợ hàng đầu chúng tôi đục chạm lên phần râu tóc. Phía bên này là có một chú rồng và chú rùa thì gọi là long quy. Bên kia thì là có nghê và phượng, có đầy đủ long ly quy phượng, bốn linh vật của trời đất, bốn linh vật của trời đất canh giữ và trấn giữ phòng thờ. Ngoài ra còn một số chi tiết khác ở trên cổ sập thờ như là hình tượng rồng trầu mặt nguyệt hay là bầu rượu cuốn thơ này, rất là ý nghĩa. Những trái đào tượng trưng cho sự trường thọ. Chính giữa trung tâm thì có biểu tượng của mặt nguyệt như là 5 đồng tiền tượng trưng cho tài lộc, thu hút tài lộc cho gia chủ. Phía bên dưới thì có bàn cơm có kích thước là chiều ngang là 1m27 và cũng đục chạm theo mẫu tứ linh, số mẫu phòng thờ. Hiện tại ánh sáng nó hơi mở sáng một chút quý vị nhé. Chính giữa đi kèm theo đó là một bộ cuốn thư câu đối cũng bằng chất liệu gỗ gỗ. Thì chiếc cuốn thư này kích thước là bề ngang là 1m97, cao là 87 và mẫu đúc chạm của mẫu quân thư này là mẫu phượng hóa quý vị nhé. Chính giữa là có chú chim phượng được đúc chạm cực kỳ là kênh, chú chim phượng hoàng. Đây, hai bên này thì có hình tượng cây thanh kiếm, cây bút này tượng trưng cho văn võ song toàn này, chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì quay lại ba chữ chính giữa là ba chữ Đức Lưu Quang, số họa tiết hoa văn khác. Mặt sập thờ này của chúng tôi là mặt sập thờ một lá quý vị nhé. Hàng thì cực kỳ là dày dặn cũng như là phần gỗ lạc chúng tôi là chọn lọc rất kỹ, rất là đẹp đây. Hai bên câu đối thì là một bên là tổ tông Công Đức Thiên Liên Thệ, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đó là những nghe lời răn dạy của ông bà tổ tiên dành cho con cháu những điều tốt đẹp. Đây là tôi quay lại một lần nữa tổng thể của bộ sản phẩm này. Khi kê vào phòng thờ thì sẽ là cực kỳ là hoành tráng và đồ sộ. Và sau khi kê vào phòng thờ của gia đình nhà bác Mục thì tôi sẽ quay lại video clip lại cho mọi người có thể tham khảo thêm. Đó. Còn đây là chi tiết chúng tôi quay trước khi bàn giao cho khách hàng. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 86. Website là đồgỗtùngtám.com. Rất cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Ok, xin chào mọi người. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối tháng 8 năm 2020.